trong nội dung của các bức vẽ của mình tìm nguồn cảm hứng từ những câu chuyện bên ngoài, sau đó đưa vào trong cái thế giới bên trong của mình với những cái suy nghĩ cùng với những cái sở thích. Thông qua đó mình diễn tả qua bằng cái việc tạo hình lại các nhân vật kết hợp cùng với những cái màu sắc mà mình mong muốn. Còn khi làm việc chung với nhóm và thì mình ưu tiên về cái việc đưa những cái phong cách riêng của từng thành viên trong nhóm vào trong cùng một tác phẩm và tạo ra cái sự hài hòa lẫn nhau và bổ sung cũng như là kết nối lại để tạo ra một cái bức tranh tổng thể hoàn chỉnh. Tại vì cũng có rất là nhiều kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn cũng có. Thì về những cái kỷ niệm vui thì mình nhớ nhiều hơn, tại vì đó là cái khoảng thời gian mà mình vẽ, mình thành lập One Lovers, rồi mình đi vẽ với Grace, với Days. Thì có những lúc mình đi vẽ dự án cá nhân, có những lúc vẽ commission, nhưng mà hầu như những cái thời gian đó đều là những cái thời gian đẹp, tại vì mình lúc mà mình vẽ mình cảm thấy rất là vui và sung sướng. Cách của mình thì mình cũng đã thử rất là nhiều cái cách vẽ khác nhau. Cho đến thời điểm hiện tại thì mình đã thử rất là nhiều phong cách, và có một số phong cách hồi trước mình đã vẽ rất nhiều giống như là tả thực, nhưng mà về sau đó cái mình cảm thấy nó hơi bó buộc trong cái sự tự do sáng tác và nó không phù hợp lắm. Nên về sau mình chuyển dần, mình tìm một cái cách vẽ nó có thể tự do hơn và nó có thể thoải mái hơn, không phải bó buộc quá nhiều vô những cái luật lệ hay là những giải phẫu học. Thì sau đó thì mình chọn cái cách vẽ giống như cái phong cách hoạt hình của phương Tây, rồi mình kết hợp với lại cái kiểu cắt giấy, những cái kiểu phẳng và những cái hình học mà nó hơi trừu tượng một tí và có hơi mang tính graphic một chút, do nó cũng ảnh hưởng từ cái quá trình học trên đại học của mình. Rồi mình kết hợp chúng lại với nhau và chắc chắn là không thể thiếu về cái graffiti, tại vì đó là cái rất là quan trọng, một cái phong cách nó định hình giống như là tổng thể trong cái tác phẩm của mình. Rồi mình dung hòa những thứ đó lại với nhau và tạo ra cái phong cách hiện tại, và mình cảm thấy rất là vui, tại vì hiện tại bây giờ thì mình khá là thoải mái và có thể thể hiện một cách khá là trọn vẹn những cái suy nghĩ của mình qua cái phong cách hiện tại. Cái cách làm việc của mình là đầu tiên mình sẽ phác thảo trên giấy hoặc là trên iPad trước. Thì đây là cái giai đoạn ban đầu mình vẽ một cách tự do nhất có thể, và theo mình đây là cái công đoạn nó quan trọng ban đầu, tại vì nó có thể đưa cái phần linh hồn của cái tác phẩm vô đây trong cái giai đoạn này rất là nhiều. Rồi sau đó khi mà mình đã ưng ý một số cái option rồi thì mình sẽ bắt đầu lên cái mảng màu chính trên máy iPad. Thì mình đã lên và mình sau khi mình trao đổi với lại bên Wabi Sabi thì thấy có những cái phương án cảm thấy mình cũng không hợp lắm, và ngay cả chính bản thân mình cũng không thích nữa, thì mình đã thay đổi và chọn ra được cái phương án mà mình thích nhất là cái tác phẩm mà mình đang vẽ hiện tại. Trong cái triển lãm lần này thì mình có ba cái tác phẩm chính, một là chất liệu gỗ, hai là chất liệu gỗ kết hợp với lại mica, và ba là toy thì cũng là chất liệu nhựa. Thì về cái chất liệu gỗ thì mình chia thành hai bức, nhưng mà khi hai bức ghép lại với nhau vẫn được và tạo ra thành một bức tổng thể lớn. Cái nội dung của hai bức vẽ này mình vẽ về cái việc xổ số và những người đi bán vé số và những người mua vé số. Và trong cái khoảng thời gian từ 3 giờ đến 4 giờ đó, nó có rất là nhiều cái cảm xúc khác nhau mà mình quan sát được. Tới 3:50 thì có rất là nhiều người bán vé số họ chạy đi, và với cái tâm trí mà nói chung là nó gây khá là nhiều ám ảnh mình, tại vì trên tay họ cái sắp vé số vẫn còn rất là nhiều và họ tìm cách để bán những cái đó, và nó cứ ám ảnh mình tới bây giờ. Thấy có rất là nhiều cái cung bậc cảm xúc trong cái khoảng thời gian đó, và nó tạo một cái nguồn cảm hứng rất là lớn để mình thể hiện. Thì để thể hiện cái bức vẽ này, mình thấy sử dụng một cái gam màu mà nó tươi tắn, nó nhiều sắc độ và nó tạo ra được một cái sự
nhiều năng lượng trong đó để thứ nhất là mình muốn mang tới một cái màu sắc nó mang tính tích cực một tí, cho dù cái nội dung bên trong nó có thể có một vài câu chuyện buồn trong đó, nhưng mà mình muốn mang cái năng lượng tích cực nhiều hơn. Tại vì khởi đầu nó có thể là tiêu cực nhưng mà giống như cái biểu đồ nó sẽ đi lên từ từ, nó sẽ thành cái tích cực. Thì và cái gam, những cái gam màu nó nhiều màu sắc nó kết hợp với nhau, nó cũng tạo ra được cái không khí mà mình cảm giác lúc đó là nó rất là xáo trộn, nó có một tí hỗn độn, một tí nói chung là nó khá là rối rắm ở trong cái khoảng thời gian đó, và mình cảm thấy cái gam màu này nó hợp để thể hiện được cái điều đó. Trong khoảng thời gian 10 năm mình làm nghệ thuật cũng như là làm graffiti thì nó có những cái bước chuyển mình khá là nhớ và nó khá là rõ ràng trong cái phong cách vẽ của mình. Thì những cái bước đầu tiên đó là những cái khoảng thời gian mà mình từ dưới Vũng Tàu đi lên Sài Gòn và mình học đại học cũng như là những cái môi trường mỹ thuật căn bản và chính thống, biết thêm được những cái bài bản hơn về thẩm mỹ cũng như là về phong cách vẽ và về sự hình thành của những cái bộ môn nghệ thuật khác nhau. Thì nhờ đấy mà cái phong cách của mình nó đã có một cái tạo hình rõ ràng về cái tính thẩm mỹ cũng như là tính hội họa trong đấy. Hiện tại thì bản thân mình muốn chia sẻ những cái văn hóa mà mình đang sống cũng như là những cái góc nhìn của bản thân mình đến với cộng đồng nhiều hơn. Thì bản thân mình thấy cái việc làm nghệ thuật vì cộng đồng này nó là một cái rất là cần thiết đối với cái bộ môn nghệ thuật graffiti này. Tại vì graffiti xuất phát từ đường phố và nó sẽ chia sẻ với cộng đồng rất là nhiều. Xin chào, mình là Lực. Mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam và cái cảm hứng xuất phát cho bản thân mình nhiều nhất đó là cái không gian sống và những cái xoay quanh mình giống như những người bạn của mình. Cái văn hóa là cái ảnh hưởng mình nhiều nhất về cái phong cách vẽ của mình. Mình muốn chia sẻ đấy đến những người xung quanh mình, hơn cả thế nữa là những cái người mà ở ngoài cái phạm vi lãnh thổ Việt Nam này. Mình muốn chia sẻ nó một cách mạnh mẽ hơn, và đặc biệt cái hình ảnh mà mình hướng đến là cái người phụ nữ, người Việt Nam. Nhưng mà nói rõ hơn nữa là tác phẩm này nó sẽ là một hình ảnh người phụ nữ có tầm 8 tay và họ sử dụng nhiều cái chất liệu xung quanh những cái tay đó. Thì theo Lực thấy á, người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại họ phải trải nghiệm mà họ phải thực hiện và làm rất là nhiều thứ trong cái cuộc sống hiện tại bây giờ. Họ cần phải vừa cân bằng cái cuộc sống gia đình mà vừa cân bằng được cuộc sống cá nhân cũng như là những cái mối quan hệ xã hội, vừa việc nhà mà vừa cả việc tài chính cho gia đình chẳng hạn. Thì được thấy người phụ nữ hiện đại họ rất là khéo và họ cái trách nhiệm rất là lớn trong cuộc sống hiện tại và họ phải hy sinh rất là nhiều. Thì đó là cái hình ảnh mà Lực rất là thích, Lực muốn chia sẻ cho mọi người thấy được cái hình ảnh văn hóa của Việt Nam mà cũng như là những cái gì nó đang diễn ra trong cái xã hội hiện tại mà Lực đang sống và sinh hoạt và cũng như là Lực đang thấy. Bộ môn nghệ thuật khác nó ảnh hưởng đến mình cũng khá là nhiều, nó ảnh hưởng đến cái quá trình sáng tạo nghệ thuật của mình. Hiểu như là âm nhạc tạo cho mình cái cảm xúc rất là thăng hoa khi mà mình tạo một tác phẩm mới hoặc khi đang thể hiện một tác phẩm nào đấy. Còn nhiếp ảnh sẽ tạo cho mình cái cảm xúc khác nữa, đó là mình có thể lưu trữ lại những cái hình ảnh mà mình muốn cũng như là chia sẻ những cái hình ảnh mà mình muốn chia sẻ đến mọi người một cách thật nhất.
hay là những cái câu chuyện của những người bạn chia sẻ đến mình, thì đó là những cái góc nhìn mới, và qua đó những cái đó mình sẽ gộp lại với nhau và mình kết hợp vào hội họa. Nó sẽ bao gồm những cái là cảm xúc của âm nhạc, cảm xúc ngoài đời sống trong nhiếp ảnh mình được lưu lại, và mình kết hợp với nhau để tạo ra một tác phẩm hoàn chỉnh về cái nghệ thuật của mình. Thì ngoài cái hình ảnh người phụ nữ ra thì Lực cũng muốn chia sẻ những cái gì mình thấy, và mang thêm một cái hương hướng là tinh thần của một cái tranh cổ động hoặc kết hợp với graffiti, để muốn truyền tải thông điệp nhiều hơn, muốn chia sẻ nhiều cái góc nhìn của bản thân cho xã hội hơn. Tại vì Lực thấy graffiti là một loại hình nghệ thuật công cộng, vì vậy nên nó sẽ thú vị hơn đối với Lực, và nó sẽ thú vị hơn đối với nhiều người xem cái bức tác phẩm đấy. Chào mọi người, mình là Days, mình đến từ nhóm Wallflower. Mình theo graffiti từ năm 2013. Thì lúc đó mình cũng mới thi đại học xong. Mình bắt đầu đến graffiti thông qua một số người bạn học cùng trường. Sau đó là biết tới cộng đồng Graffiti VN. Lúc đó thì mình tính theo trường đại học mỹ thuật, nhưng mà do bên phía gia đình thì mình bắt buộc phải theo một cái ngành khác. Thì trong quá trình đi học thì mình vẫn theo đuổi graffiti, có mấy hôm mình vẫn cúp học để mình đi vẽ, sau đó đóng tiền học lại. Sau khi hoàn thành xong 4 năm đại học, mình quyết định là mình tập trung vào việc học vẽ và thiết kế để mình có thể tiếp tục niềm đam mê của mình. Hồi xưa thì mình khi mà mình bắt đầu vẽ graffiti á, thì mình tìm hiểu con chữ trước, nhưng mà sau một thời gian thấy cái con chữ nó sẽ không phù hợp với mình nữa. Do mình không tìm được hướng đi mới thì lúc đó mình chuyển qua character design. Thì do mình thấy cơ bản là character design mình sẽ có nhiều hướng phát triển, mà mình có thể hiện được nhiều cái gọi là suy nghĩ của mình thông qua những con character mà mình vẽ. Nói chung là hồi nhỏ mình cũng khá thích con lân. Thì hồi nhỏ hay được ba mẹ dẫn đi xem múa lân nhiều á. Thì sau này khi mà mình bắt đầu mình chuyển qua làm character design á, thì mình muốn xây dựng một con nhân vật riêng cho mình. Thì lúc đó mình cũng đã bắt đầu nhen nhóm cái ý tưởng là vẽ về con lân rồi. Thời gian gần đây á, thì khi mình cảm giác mình có cảm hứng lại á, thì mình có quay để mình vẽ lại con lân, mình phát triển lại từ đầu. Trong quá trình phát triển về con lân thì mình vẽ giấy phác họa về phần đầu, tìm kiếm đặc điểm cá nhân, tìm kiếm đặc điểm riêng của con lân, xem nó như thế nào, về màu sắc các họa tiết trên đầu con lân nó sẽ như thế nào. Sau đó mình đưa lên Photoshop, mình vẽ lại, tô màu, dựng hình. Về phần triển lãm thì đợt này mình sử dụng chất liệu gỗ và sử dụng bức lưng sư rồng, nhưng mình sẽ sử dụng con sư tử và con rồng là tông trắng đen là chính, để mình muốn mọi người focus vào con lân nhiều hơn. Lân rất là tích cực nè, rất là dễ thương và rất là nói chung là rất là vui nhộn. Nhưng mà trong cái cuộc sống đó, với những cái mặt tiêu cực đó, thì Di Linh sẽ chọn cách truyền tải nó như thế nào? Câu hỏi khó rồi. Bình thường thì những cái tích cực thì mình chuyển hết qua tranh vẽ, còn những cái tiêu cực á, thì mình thường sẽ kiếm người để nói chuyện nhiều hơn, có thể là sẽ là bạn bè, người thân, đại loại như vậy. Thì trong quá trình làm việc chung với Khoa và Grace á, thì mình cũng học hỏi được rất nhiều về
kiến thức mỹ thuật, cách xử lý màu và hình họa, tư duy xử lý hình ảnh, và được truyền cảm hứng rất nhiều thông qua quá trình làm việc chung và quá trình vẽ chung trong suốt mấy năm gần đây.